Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi một bài viết rất thú vị của tác giả Nguyễn Dân đăng trên trang Dân làm báo với tựa đề Đường đi không đến Bỏ ra trên 75 năm, làm cho một đất nước tan tác, điêu tàn, một dân tộc hy sinh dài lâu khủng khiếp Từ 5 đến 10 triệu mạng người ngã xuống trên mọi nẻo đường để giành lấy cái gọi là giải phóng miền Nam, trí trá, gian tà, ma mị Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, họ đã thu lấy được gì Độc lập tự do ư? Liếu láo? Hạnh phúc ấm no à? Xảo biện. Bằng những luận điệu phỉnh lừa gian manh trân tráo đốn mạc khôn lường. Họ vẫn không ngớt tự hào rằng thắng lợi vẻ vang, quyết tâm tiến bước trên con đường quang vinh sáng lạng. Con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến lên thế giới đại đồng theo một giáo điều xưa cũ lạc hậu. Mát lê, hì hục cả gần hơn thế kỷ đức đoạn, sụp đổ, vá víu và đắp xây chồng chất với hàng triệu triệu xác thân có một lần họ bảo đến hết thế kỷ này, tức còn 80 năm nữa, không biết có được hoàn thiện chủ nghĩa xã hội hay chưa. Thế mà họ vẫn cứ hô hào quyết tâm và kiên định. Quyết tâm tiến bước trên con đường mà Bác và Đảng đã vạch ra là dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, dù có phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng cũng quyết tâm giành thắng lợi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là dấu mốc cho một chặng đường chặng đường cùng cực cho mọi hy sinh cả hai miền đất nước. Miền Bắc thì chủ trương thắt lưng buộc bụng, thắt cho chặt và buộc cho còn da bọc thân. Đói không được ăn no, rách không được mặc lành, phải tận dụng mọi thứ và hy sinh triệt để để mà chi viện, để mà dốc lòng giải phóng một miền Giang Sơn trù phú phồn vinh mà họ cho là giả tạo, chẳng mang tuôn đổ máu xương. Đường đi không đến, Nhà văn xã hội chủ nghĩa Xuân Vũ cũng đã rất tinh tế và chân thật viết ra một tác phẩm đau thương, đó là cuốn Hồi ký Đường đi không đến, vung vãi qua cuộc hành trình với bao nhiêu là mồ hôi, máu xương tuôn đổ, lăn lóc, ngã quỵ với vô số những thân xác con người của các lực lượng để đi vào giải phóng miền Nam, cùng cực với những thảm cảnh đói khát, bệnh hoạn, chết chóc, tô bồi cho giấc mộng xâm lặng. Và sau đây xin mời quý vị nghe một số đoạn lược trích. Bác đã cho con đi vào con đường tối đại vinh quang này, để cho con tận hưởng hương vị sốt rét và chịu đói đến tận cùng. Rồi bác mới cho con ca cháo loãng này. Cái ơn ấy con nguyện kết cỏ ngậm vành, ngày nào còn sống con nguyện đền đáp. Hay chung quanh đây, tức dãy trường sơn, toàn là loài thú, chỉ có tôi, tức anh ta, là người. Ghê gớm thật. Tóm tắt câu chuyện là vậy. Có lẽ câu chuyện này nên được viết ra và xuất bản bằng tất cả ngôn ngữ trên thế giới và điều cần thiết nhất, điều chủ yếu nhất là các vị chủ tịch đảng nên đọc. Hay vì thế cho nên trước khi có ý định giải phóng miền Nam thì những người bày đặt ra cái chuyện đó phải tự hỏi mình rằng miền Nam có cần giải phóng không? Giải phóng xong rồi họ sẽ mang đến miền Nam những gì? Nếu không phải là phiếu đường này, phiếu vải này nếu không phải là những cuộc họp liên miên, là những nghị quyết, là những chỉ thị, những cái nôm sắc chụp vào đầu thiên hạ. Nếu không là một cuộc cải cách ruộng đất tái diễn mà kết quả không có gì khác hơn là một cuộc sửa sai mà sửa những cái sai lầm không đời nào sửa được. Các vị ấy đã thua và sẽ thua trận vì bệnh chủ quan, đó là điều chủ yếu. Tôi bi quan đến nỗi muốn nói rằng, nằm tại đây và làm phân bón cho cây trường sơn thêm xanh và đỉnh trường sơn thêm cao cho vinh quang của bác và đảng cao ngất và chói lòa khắp biển đông. Nhưng tôi tốt lại cái ý nghĩ đó kịp thời và tôi nói giọng lạc quan hơn. Anh nằm tại đây, đến mai anh sẽ tiếp tục đi. Trên đường Trường Sơn bỏ nhau là chuyện tất nhiên. Người bỏ đi hình như cũng không ân hận gì hết. Còn người bị bỏ lại cũng không hoặc không nên lấy đó làm buồn. Vì cái luật chung là ai cũng là kẻ bị bỏ rơi và ai cũng sẽ bỏ rơi người khác. Cho nên cuối cùng rồi không ai hận ai, không ai trách ai. Một đoạn khác thưa quý vị, cha mẹ tôi xin tôi ra cho tôi theo cách mạng 9 năm chống Pháp, rồi cho tôi ra Bắc để xây dựng lực lượng đặng trở về Nam thống nhất đất nước với lòng tin tưởng vô biên. Có ngờ đâu tôi được đối xử thế này, Tôi không còn nghĩ đến cái điều vinh quang mà người ta gán cho tôi lúc tôi sắp ra đi. Cái vinh quang trói lọi tưởng chừng bằng tất cả sự vinh quang của dân tộc trong thế kỷ đau thương này góp lại. Nhưng lạy Chúa, con lạy Đức Mẹ nhân lành, nếu có thể con xin quỳ gối mà trả lại tất cả cho người đã ban phát cho con, hoặc con xin lấy nó ra để mà làm hiện vật, để đánh đổi một sự nhỏ nhoi hơn nó gấp vạn lần, đó là tránh cho con cơn sốt sắp tới đây mà con cảm thấy nó đang lù lù đi tới phi sốt rét bất thành giải phóng. Ở rừng riết rồi á, xem khỉ cũng đẹp và tưởng chừng mình cũng thành khỉ nay mai. Nhất trạm, giao liên, nhì trời. Uhm, nhất trạm, nhì trời. Rồi sẽ thấy cái lý tưởng mà họ đặt cho những người khác tôn thờ sẽ chẳng bằng nắm cơm thiêu hay những ngụm nước trong cái bi đông trên con đường này. Ai hỏi tôi gì gì tôi cũng tìm cách nói dối, trừ khi nói thật có lợi hơn nói dối thì tôi sẽ nói thật. Tôi thấy mọi người đều nói dối rất hồn nhiên, ngay cả những gì mà người lớn nói, những chuyện tày trời, nói lừa, nói đảo, thì việc gì mà mình thẳng ruột ngựa cho nó thiệt thân. Tôi thấy có sự vô lý đã đi đến mức cùng cực của nó, không còn ai có thể giải thích được nữa, không có cái gì vô lý hơn nữa, tôi thấy thương thân tủi phận và oán ghét những cái thằng hiện đang phè phẫn ô tô nhà lầu luôn luôn chủ trương đánh nhau bằng tay người khác nhưng đến tiếng súng cũng không nghe thấy đừng nói chi là cầm súng con cháu họ đó thì đứa đi nga đứa đi tàu đi học để sau này về làm cha thiên hạ còn lũ con cái bần cố nông thì cứ lùa vào con đường vinh quang này như người ta ném những que củi vào lò lửa không thương tiếc vừa rồi là các trích đoạn đường đi không đến Quý vị thấy bao nhiêu thảm cảnh thương tâm chán trường và bất mãn với những người con yêu tổ quốc theo tiếng gọi bắt buộc phải lên đường để rồi đôi lúc như là đem con bỏ chợ, bỏ rừng, tự lực cánh sinh, tự lo thân phận để tự sinh tồn trong khung cảnh trùng điệp bao nỗi gian truân. Trên đây chỉ là những trích đoạn trong chỉ có mấy chương trong một tác phẩm 33 chương văn vặt qua cuộc hành trình hiển hách quang vinh ấy đường đi không đến, bao sắc thân vùi lấp vội, bỏ lại bên đường để mà yên tâm tiếp bước. Ai còn ai mất thì đã rõ rồi. Tiếp nối là gì? Là cướp chứ là gì? Không gian dối, không là người cộng sản, không chiếm đoạt, không phải là anh giải phóng quân. Câu nói chí lý và bất hủ Giải phóng miền Nam, đúng ra là đi xâm chiếm một vùng đất nước của quê hương trù phú, thịnh vượng không ngờ các anh giải phóng quân về thành không khác gì thảo khấu rừng xanh bao năm từ hang động với bộ dạng xanh sao gầy guộc răng hô mã tấu được chào đón vang dội tưng bừng đón những đứa con trong cái khí thế hùng anh cái gì cũng lạ thứ gì cũng đẹp cũng sang mà cả đời chưa có được tận mắt nhìn thấy từng khối chiến lợi phẩm mặc sức mà chia phần mà mang mà vác mà sách mà quẩy chở đưa về bù đắp mấy mươi năm thiếu thốn khó khăn, bù trừ cho những ngày thắt lưng buộc bụng. Vui mừng, bao mà kể xiết. Quá đổi quang vinh đi chứ. Tự hào chiến thắng vang dội thành công, tha hồ mà khoe mẽ. Và rồi cũng chỉ có được 10 năm, một đất nước lại được cào bằng. Bắc Nam trở về cùng cảnh ngộ, cùng đói, cùng khổ, cùng cực xác sơ. Tội nghiệp thay. Bao bà mẹ già miền Nam chắc chiêu mọi thứ, nuôi nấng bảo bọc đàn con đi làm cách mạng. Bao hy vọng tiêu tan, niềm tin cháy rụi. Bây giờ tụi nó vinh thân ấm cực, sang cả đủ đây, chúng chẳng đái hoài gì mình. Những bà mẹ cả đời cực khổ hy sinh, cứ phải hy sinh tiếp tục của cái nhà cửa đất đai vườn tược. Bao nhiêu là chính sách đề ra để cướp sạch, không còn gì nữa cả kiếp đời mẹ trở thành đàn dân oan, lan bạc, lê la khắp chốn, chẳng ai đoái hoài gì mẹ. Người ta nói chỉ có ăn mà không biết chăm nom gìn giữ, xây dựng thì của núi cũng không còn. Đã được chứng minh là đúng rồi đó. Sau 45 năm, một đất nước tan hoang, những cuộc đời dân đen đi xuống, xuống tận cùng đáy vực, chỉ có đảng ta là thắng lợi quang vinh. Đến hết thế kỷ này, không biết chủ nghĩa xã hội có được hoàn thiện hay chưa một chủ nghĩa đã quá lạc hậu lỗi thời một chủ thuyết từ cái nôi sinh ra nó mà người ta đã thức thời vứt bỏ rồi riêng ta cứ miệt mài quyết tâm và kiên định chỉ vì còn lợi còn quyền còn vì nhờ đó mà nhũng lạm kiếm ăn thì sao lại từ bỏ theo Thiển nghĩ, không cần phải chờ 80 năm nữa đâu, không đợi cho đến hết thế kỷ này đâu. Do thiên tài đảng ta sẵn có, chỉ cần tác cạn Biển Đông, phá sạch cho bằng hết cây rừng Trường Sơn, không còn một người Việt Nam cuối cùng, theo như lời bác đã từng nói, mà chỉ còn có người Tàu thôi, thì coi như là chủ nghĩa xã hội hoàn thiện, cách mạng hoàn thành. Và đó chính là cái thứ vinh quang của đảng bốn lần đó thưa quý vị vừa rồi là bài viết của tác giả nguyễn dân đăng trên trang dân làm báo anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau